À, nên nghề của chú là lâu rồi, mấy chục năm rồi. Mấy năm rồi, gần 30 rồi, đúng rồi bảy. Nó đúng ra giờ này nghỉ hưu á. Nó nghỉ hưu cái bây giờ ai làm mới sống với mình, làm sống với mình, ai đó đủ luôn mà được nên đến cái tế bây giờ. Công nhân thì nước đủ sống. Chú năm nay 64 rồi. 65 rồi. Con năm nay 42 rồi. An toàn về tới nhà bình tĩnh không? Dạ. Còn trên đường thì không ai nói trước được, nhưng mà mình phải cố gắng cẩn thận hết mức. Đừng buông chen. Dạ. Thấy nhiều thằng đạp quá rồi mà thấy chết. Thì rồi đưa ra mới ra chiếc đầu kéo á, sông cầu á, té sông cầu chạy quá lẹ vô cua á, đập nhầm trên vô rồi bành kè. Cái nhỏ hay nhỏ cũng vắng cái này cũng ba mấy. Rồi, thanh niên á, nó hiếu thắng. Nó hiếu thắng. Tôi với tà 50, 60, chơi nhiêu, chạy nhiêu. Chú đi mình à? Thì hai người, trước hồi xưa đi mình, bây giờ mặc lên mỏng. Hồi xưa đi mình chứ. Giờ chú chạy công lại. Tháng hai chuyến. Hai chuyến. Vậy là một tour chú đi. 6 triệu, 6 triệu mấy. Hả? 6 triệu mấy rồi, 7 triệu. Là một tháng. Chuyến. Một tour. Vậy là một tour 14 triệu nhiều. 2 chuyến 14 triệu. Ừ, ăn uống là mình tự lo chứ. Cánh luôn mạnh lo hết. Cái xe nóng, lại lo được ăn luôn ăn. Không nóng thì người ta cũng lo. Phần nào hơn ăn chơi thì riêng. Không, cái chuyện ăn chơi thì ai lo được. Có nghĩa là cơm nước hàng ngày quy định ví dụ một ngày 200 ngàn. Không, cái này không có quy định. Chứ ăn nhiều à, ghi nhiều, đi theo chủ à. Chủ ăn gì ăn đó thôi, chủ đó. Cũng khỏe, các bạn lo nghĩ. Chủ có đi cùng hả? Thì trùng luôn, chủ lấy luôn mà. À vậy, vậy cũng khỏe. Chủ này đứng ra mới từ xuất phát từ xe ra. Anh biết hết rồi, khó. Đi riêng khó. Khó, nhưng mà người ta lại hiểu được tâm lý. Hiểu được, anh đi từ xe, mình cũng đỡ. Xe ra, người sống xe. Ôi, để bệnh này, tới cửi cho anh, cửi ăn. Thích ăn gì ăn đó. Chú con trai lớn hết rồi, trưởng thành. Có gia đình hết rồi, có mình đâu với bà vậy, tuổi nó có gia đình hết. Nhưng mà đúng tuổi chú 64 tuổi là ở nhà nghỉ ngơi rồi chứ. Nói thì chưa nghỉ rồi, với lần xưa năm mấy là nghỉ rồi, bây giờ mà cài gì đâu. Chứ giờ tuổi cao rồi, vì điều kiện khó khăn. Anh còn sức còn chạy, phí lắm. Thấy không, tuổi anh còn sức mà đủ má nằm ở nhà phí. Kiếm tiền thì nó làm sáng uống cà phê cho vợ 2-3 ngày. Khó. Cho bà cho cũng cho mẹ nhận luôn. Đúng rồi. Thà mình đi ra kiếm. Tôi tự ái lắm, mới tự ái gì nhưng mà cái là. Nhưng mà cái đó đúng, tự ái đúng. Xin. Có ăn mua thôi. Không phải, với lại do cái bản tính tự lập hồi giờ mấy chục năm rồi. Giờ mấy chục năm rồi tự lập. Giờ tự nhiên đi xin nó khó. Bây giờ nói chung là có tài sản chút thì thôi. Đợi về già tới đủ rồi. Nó thuốc Z này mua ở đâu á? Đông Hà. Mua Đông Hà bỏ sẵn à? Sẵn đó, vô mua nhiêu có, nhưng mà mua mấy cây không được nhiều. Bác còn không chia lại cho em cây à, gói hai gói thôi. Thế rồi. Tôi mua lại cho ta. Vé này thì thôi loại nghe, anh đang mua vé mà vé mò mò nè. Vé này cũng con nè. Vé vuông gốc nó nặng lắm. Hai nhưng mà đó. Là hút vét nhưng mà hai lỗi, hai lỗi giờ là không có nữa, mua bà số rồi, nhưng mà bà số cũng ngon lành nhé. Bà số vợ chắc bẻ bà số rồi. Mua rồi giờ với vét vàng nữa, chơi vét vàng cũng ngon, hơi mất tiền chút. Vét vàng cũng ngon, cũng giống bà số rồi. Vét đang có nhiều mấy ngàn gói. Chú ra đây từ hôm nào? Đây cũng 4-5 bữa rồi, xong ngày 4 ngày. Năm đấy hả? Thôi cuộc sống có gắng thôi, chú năm nay 64 tuổi chưa được nghỉ mà con 42 lấy gì được nghỉ. Nhưng mà tiền kinh tế nó có đủ anh nghỉ thôi. Không. Không phải, nói thiệt nghỉ xe này, mình không nói được. Đúng rồi. Có nghĩa là mình biết được an toàn chuyến nào hay chuyến đó thôi. Lỡ chấp nhận rồi mới chịu thôi, chứ đủ mà lên tấm bô lăng rồi thấy nó mệt. Về tới nhà thấy mẹ buông hết rồi, ngủ không yên. Còn chạy ngủ không vậy, đúng không? Đúng rồi, về tới nhà có đổi thì... tài mình ngủ không yên. Ờ, không kêu vậy. Không chạy rồi đi đái, đậu đái không mà đụng vô đụng hết 100 triệu. Bán chưa anh? Đụng vô xe nó chết. Bán chưa? Bây giờ bỏ xem chưa? Bán rồi. Xem bỏ xem chưa? Làm gì xong, nó bứt ống thủy lực đi làm nè, tay nhớt rồi tùm lum nè. Đi đâu qua hết bóng đâu mà có, chuyện chế là em có được này. Anh đi ra mua bằng tường, không có. Thế bắt đầu là phải thuê thằng làm lốp á. Việt Nam á, bên Lạng Sơn kiếm trai vậy. Nhưng mà đi quay lại đó xa. Ờ, đi xe ôm đi xuống. Nó mẫu ống nó lấy 1 triệu mốt á. 1 triệu mốt.
vì bỏ xe nó đi sâu xuống dưới đủ á, mình không phải có hai người đỡ chú lặn sâu này nó mua ống nó bóp ống đầu ống rồi gắn vô đó lên bằng tường kêu nó kêu bằng tường mới có mà mình tiếng chú Vũ không biết nữa khổ thật có triệu một nó hơi mắc mấy trăm ngàn 6-700 ngàn á nhưng mà mình chấp nhận thôi giờ đứng giữa đường xe kẹt bố tay lái hả bố tay lái kiểu là nó đứng giữa đường mà kẹt xe nói chung là mấy cái đó thì con tự làm. Nếu mà ống nước thì còn chúng tôi chưa chế đổi cho ống năng lượng không chịu nổi. Thì lực không chịu nổi đâu. Thì lực là bơm mạnh lắm. Khi mình đánh lái cái nó ép. Chú tên gì nhỉ? À, tên Cảnh. Cảnh. Cảnh à? Ờ, Cảnh già là tôi đủ có về. Chú Sài Gòn ở quận nào? Ở ngay Thủ Đức rồi. À, chú ở Thủ Đức à? Đúng rồi, chợ Đức. Ngay chợ Thủ Đức rồi à? Thôi cố gắng chú nhỉ. Chú 64 tuổi rồi, 65 rồi còn đi làm đây mà, con đây mà. Nói thiệt bây giờ nó cố mà chạy hiệu quả lắm. Vậy chạy cái bên này là 4 tiếng đổi rồi. Này cứ lại đâu chứ đâu ta. Không nhiều, anh chạy 5 tiếng được mà 4 tiếng đổi. Rồi con xin phép nha. Rồi chào chú.